Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Văn hóa dân tộc của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Thưa quý vị và các bạn, các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng tôn giáo Bà La Môn hiện nay ở người Chăm không còn hội đủ những yếu tố của một tôn giáo chính thống. Hệ thống giáo lý, giáo luật, hệ thống giáo chủ và tín đồ không rõ ràng. Tuy nhiên, mặc dù đã bị bản địa hóa khá mạnh, hệ thống này vẫn tồn tại, các chức sắc tăng lữ Bà La Môn vẫn được duy trì một cách có hệ thống. Hiện nay, các tăng lữ Ba Sê vẫn còn nắm giữ phần hồn của cộng đồng người Chăm A-hiên và đạo giáo chi nhánh Ba Sê vẫn được người Chăm quan tâm và chọn người kế thừa để lưu truyền. Lễ lên cấp là một trong những nghi lễ tôn giáo có mặt ở hầu hết các chi ngành đạo giáo Bà La Môn của người Chăm. Ngành thầy vỗ Ba Ra Nưng, ngành thầy cách tờ kéo đàn ca nhi hay ngành Ba Sê đều tổ chức lễ lên cấp cho các đệ tử khi đã đến giới hạn kỳ tuổi hay phụ thuộc vào trình độ học hành. Đây là lễ lên cấp Ba Sê cho một đệ tử nhập đạo đã lâu thuộc ngành Ba Sê. Vào buổi chiều mát, các vị Ba Sê, sư cả cùng ngồi lại với nhau để tổ chức lễ thông báo đến các vị thần rằng hôm nay là ngày lành tháng tốt. Các vị tu sĩ Ba Sê chọn để làm lễ lên cấp cho các đệ tử của mình. Các vị Ba Sê từ các nơi của nhiều vùng như Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc đều được thông báo để về chung vui với ngày lễ này của các đệ tử mới. Từ đó, những công việc thực hiện lễ nghi được phân công đều ra cho các vị thầy Ba Sê đảm nhận. Người chịu trách nhiệm cao nhất là vị sư cả tại địa phương và gia chủ có đệ tử lên cấp Ba Sê trong dịp này. Các vị sư cả và thầy Ba Sê tập hợp nhau, cùng nhau làm lễ trước những cây gỗ sẽ chuẩn bị làm rạp lên cấp. Các cây gỗ khi đó sẽ được làm phép ban cho sự sạch sẽ, trừ đi những cái xấu xa còn vương vấn. Ở mỗi đầu cây gỗ đều được các vị Ba Sê đọc kinh và cầu nguyện. Sau đó, các vị lấy thứ nước cát bồi pha với chanh để làm lễ tẩy uế cho các cột gỗ. Ở các lễ lớn của người Chăm, trước khi dựng rạp, người ta đều phải làm lễ thông báo và sau đó là lễ tẩy uế cho dụng cụ dựng rạp. Tiếp theo, các vị hành lễ trong rạp đều phải tẩy mình sạch sẽ trước khi bước vào nhà lễ. Các nhiệm vụ tẩy uế, đo đạc khoảng cách để dựng rạp được các thầy thực hiện cẩn thận. Dụng cụ đo là một sợi dây thần dài theo quy tắc đã được quy định trong cách hành xử của các vị thầy Ba Sê. Sau đó, nhà rạp được dựng lên một cách chắc chắn với sự trợ giúp của bà con xóm làng. Rạp lễ được dựng lên theo hướng đông tây, cửa ra vào về hướng tây. Khi rạp lễ dựng xong, các vật dụng chuẩn bị cho lễ được mang vào rạp. Các bà lo phần việc nội trợ, làm những cây nến sáp ong để phục vụ cho các nghi lễ. Trong khi đó, các thầy Ba Sê, các vị sư cả ở các địa phương cùng trao đổi, thống nhất với nhau các quy tắc và mở những cuốn kinh để chuẩn bị cho phần lễ phía trước. Lễ nghi của người Chăm thường đi theo một hệ thống với những ý nghĩa khá giống nhau. Trong đó, ở các lễ lên cấp của các chi phái, lễ cúc tạ đều có những tiểu lễ tuy riêng biệt nhưng mang cùng nội dung. Đó là lễ thông báo với ông bà tổ tiên trong gia đình, lễ thông báo cho xóm làng, lễ thông báo với tổ sư của ngành và thông báo với các vị thần linh. Sau đó, các lễ mừng sẽ được diễn ra trước khi lễ lên cấp chính thức được tổ chức. Ở lễ lên cấp của thầy Ba Sê cũng vậy. Sau khi vào rạp, các thầy thực hiện nghi thức lễ cúng rạp, thông báo với các vị thần về việc sẽ diễn ra, đồng thời cũng là thỉnh mời các vị về dự ngày lễ. Buổi chiều, trước khi diễn ra lễ mừng cho vị thầy Ba Sê được lên bậc mới, các vị sư cả cùng ngồi bên ngoài rạp lễ. Nơi đó bày sẵn đủ các lễ vật và pháp khí của ngành. Quan trọng nhất là những bộ kinh sách lá buông được cất kỹ trong một dụng cụ đặc biệt mà chỉ có các vị cả sư mới được giữ gìn. Trước khi những đoạn kinh lá buông này mở ra, các vị thầy cả, sư cả Ba Sê phải làm lễ tẩy thể, tắm gậy thần để thể xác và tâm hồn không còn vướng bận khi mở sách và đọc kinh. Những búi tóc được búi lại cẩn thận và những cây gậy thần, pháp bảo của các vị thầy Ba Sê
đều được tưới lên thứ nước cát bồi và chanh đã được niệm chú. Sau đó, vị thầy cả sẽ làm lễ chính thức vào rạp lễ. Phía bên trong, dụng cụ chuyên dùng của sư cả đựng các bộ kinh Lá Buông được mở ra. Đây được xem là pháp bảo, không phải của riêng vị cả sư, mà là của cả chi ngành Bạch Xét. Tất cả các nghi thức cúng tế, cùng các phong tục tập quán đều được lưu trong những bộ kinh sách này và được vị cả sư cao nhất trong vùng nắm giữ. Trong đó, bao gồm các loại kinh sách, những pháp khí hỗ trợ cho việc hành lễ là các loại chuỗi ngọc, tù và làm từ những con ốc. Sau khi mở kinh, các vị Bạch Xét liền dựng lên một pháp đàn tượng trưng cho tổ sư của ngành Bạch Xét. Hai cây nến sáp ong to, cao hơn 1 mét, được chính tay các thầy tạo ra, cộng với những câu chú linh nghiệm. Sau đó, hai cây nến sẽ được đặt vào một chiếc gùi được cấu tạo làm đế và vươn cao lên. Gạo sẽ được đổ vào, giữ cho chiếc gùi thăng bằng. Xung quanh, người ta quấn nhiều tấm khăn, và trên cùng có đặt thêm những chiếc khăn đỏ. Vật này được các vị thầy Bạch Xét xem tượng trưng như tổ sư của ngành. Sau đó, các đoạn kinh sẽ được cất lên để mời tổ sư về ngự và chỉ đạo cho buổi lễ được thành công. Liền theo lễ thỉnh mời tổ sư là lễ hát múa mừng ngày hội lên cấp. Các vị tu sĩ, cả sư mừng vui đón chào thành viên mới chính thức gia nhập vào hàng ngũ chức sắc để lo cho bà con về mặt hậu sự. Những vị cả sư, thầy cả, thầy Bạch Xét tham gia lễ đều múa mừng. Sau đó, hai vợ chồng thầy Bạch Xét mới đều múa đáp. Các bà, các cụ già trong tộc họ đều mừng ngày lên cấp của Bạch Xét mới bằng những điệu múa của mình. Trước là để cảm tạ các vị tổ sư, sau nữa là làm cho không khí buổi lễ rộn ràng thêm lên. Đến nửa đêm, lễ tẩy đất được diễn ra với âm thanh tù và từ con ốc biển vang lên réo rắt như xua đuổi các thế lực xấu xa, mang lại bình yên cho vùng đất hành lễ được tốt đẹp. 4 góc trại sẽ là những vị trí được các vị Bạch Xét yểm chú, vẽ bùa, tẩy đất. Trong lúc đó, dàn nhạc gồm kèn serenade và chiếc trống con vang lên rộn ràng, theo chân các vị thầy Bạch Xét hành trình xung quanh rạp lễ, mang lại không khí vui nhộn. Bà con trong làng đến chia vui cùng gia đình thầy Bạch Xét mới. Mọi người cùng thức trắng đêm để chuẩn bị đón chào một thành viên mới của cộng đồng, chuẩn bị bước lên một cấp mới được công nhận trong quá trình tu đạo của mình. Phía trong rạp lễ, các vị sư cả tranh thủ mang mấy bộ kinh hướng dẫn thêm cho các vị Bạch Xét mới. Làm tất trăm, tôi thật của là bà Lâm Bông Giao, tôi thật là Bồ Xê. Phụ xe, tầm, ri, ngăn ràng rong, hãy đông cọ lùi thun tay lá lốn, chứ ở lẽ, chứ hư y lệ tỏ xôi hư ô, như năn nhớ, nó tha hoặc là quả thun, là phải là dọn nàn, là cố qua, mình là xe sao như đông cọ, đã ra hư thun năm tư, chỉ ở quả thun giờ là thun đi, rô rây, là cụ xe, như lại bà lặng la là cụ xe không để rây, hay xam tụ nha, cái nhu cầu là có nữ là hấp lúc làm căn là vợ là hấp lúc thả tiền hấp lúc quả làm thơm làm tình vui là mong vào anh là du phái được cố chốt thì nữ như lại qua biết cái nhu rắc sang giờ lắm cụ xe. Sớm hôm sau, vị thầy Bạch Xét mới trong trang phục đẹp mắt nổi bật được các vị sư cả thầy cả dìu dắt bước lên bậc cấp mới trong hành trình tu đạo của mình. Hệ thống Bạch Xét được sắp xếp theo 5 cấp từ thấp đến cao như sau. Cấp thấp nhất là thầy Bạch Xét Đông A Cót. Đây là chức sắc mới nhập môn, phải học chữ chăm, học các giáo lý, giáo luật và bắt đầu để tóc dài, búi tó. Cấp thứ hai là thầy Bạch Xét Lia, là thầy Bạch Xét khi hội đủ điều kiện được làm lễ phong chức từ Bạch Xét Đông A Cót lên. Cấp thứ ba là Bạch Xét Ba Hoa, được làm lễ phong chức từ Bạch Xét Lê lên, phải là người có thâm niên và là người duy nhất được làm lễ cho ăn trong tàn mà. Cấp thứ tư là thầy Bạch Xét Tập Ba. Đây là những tu sĩ đã đạt đến độ thoát tục
phải qua những điều kiện rất khắt khe mới được phong chức và phải trải qua ba giai đoạn, đó là Tapakattat, Tapakkada và Tapakkadoi. Đây là chức danh phó cả sư. Khi chọn người để phong chức cả sư, trước hết phải chọn Tapakkadoi. Cao nhất là chức vị cả sư Posa. Đây là người có quyền tối cao trong tôn giáo Bà La Môn. Để gia nhập vào hàng ngũ Bassa và lên đến chức cả sư, phải thực hiện đủ các lễ tôn chức như lễ nhập đạo, lễ xong miệng học chữ chăm, lễ lên cấp Bassa, giai đoạn đọc kinh kệ và học các nghi thức hành lễ, lễ tôn chức tu sĩ chính thức, lễ tôn chức cả sư hoặc phó cả sư. Ở đây, thầy Bassa Sáu đang được các vị sư cả dẫn dắt lên bậc thứ ba trong hành trình Bassa. Phải đi lại với lại đại diện bạn, với lại con, với lại ôn, ca với lại hà răng, với lại xe, cổ hưu trúc tư từng, với lại bó. Rồi dòng năn nha, rồi đi, lão kỳ hôn nô, là chỉ mai đi ra chế, dùng vợ, thông dân khủ, thông xe, ngạm bờ, với lại ca, với lại khủ xe chạy, với lại ngạm bờ nao thác làn, với lòng cậu, chế đoàn kết vợ lòng cậu, chế băn gân cậu, cùng với lại khu hạc làn chế, hương chế nào với lại cậu. Rồi năn nha, rồi đi, xong lại lầu bê, là mai tầng phùm bê đi, hủ kỳ hôn nô. Lầu thì mai giờ lại học hỏi thầy ra chế trao đổi, chế giờ lại cùng giờ lại chi hương cậu. Sau khi vào rạp lễ, vị sư cả dắt tay thầy Bà Sế mới đến làm lễ trước mặt tổ sư và cũng là chính thức đưa vị thầy Bà Sế mới lên một bậc cấp nữa trong con đường tu đạo. Chính thức trao cho vị thầy Bà Sế mới nhiệm vụ thiêng liêng hơn trong cộng đồng. Các vị thầy Bà Sế còn lại cất lên lời kinh cầu nguyện mừng cho người đồng đạo mới. Từ thôn 1972 chạy về đây thì là bố tôi khá cụ xe ghi nào vi tôi của tôi gai gác ngăn đi tôi thấy quả phụ đó thì bố nữ muôn qua là xe sao hơi đi chạy chừng thì mới qua bạn trai mai là hồ mưa găng mong nhé bạn trai mai đi là uống cái xe sao đi cổ năn qua nhân lại biết cả tổng mỹ tổng qua tổng play tổng la biết cặp bại mỹ qua mong như là bắp gỉ này cây may bị thòng họ phụ ngã đảo này đồng bẹ nào nhờ mỹ qua nứt làn bộ xe này ba lo đồng bẹ nào chăm này thì họ tôi đai ra nha cặp bại cù xe lôi vỗ do ông mũ a do ông màu do ông cô lôi vỗ tôi lại những đội cai tôi thì dâu lay dâu lại bọ thì bọ hơn thì hơn thì bắp mỹ qua cù xe cả lầu ca lôi vỗ thì tôi lại ngã nữ xe là đội tôi tôi kha và ngã tôi tật là bộ hình đi rất xàm. Sau những lời chúc tốt đẹp của các vị bà xế, vị thầy xế mới bước lên bậc cấp mới không khỏi cảm động và tiến hành thủ tục lạy tạ các vị trưởng bối, những sư cả, thầy cả đã có công dìu dắt mình trong sự nghiệp tu hành. Các vị bà xế ngồi nghiêm trang cạnh di pháp của tổ sư và ban lại cho thầy xế mới bằng các loại khăn, áo và những bộ kinh. Sau đó, vị thầy xế mới và vợ cũng lạy tạ cha mẹ, anh chị, họ hàng đã giúp đỡ thầy tổ chức nên buổi lễ hôm nay. Trước hết, tôi cũng xin cảm ơn các chính quyền địa phương và các chức sắc ở xa như Phong Phú, Phú Lạc, Ma Lâm, cũng như ở Phan Hiệp, hết bà con xa, từ gần xa đến hết vui trong vui cùng đám tấu sắc của lên tấu sắc thầy xế. Thì lên trước hết là tôi cũng cảm ơn hết để phục vụ cho các làng chăm. Sau khi lạy tạ và thực hiện các thủ tục xong, các vị bà sẽ làm lễ tạ tổ sư và các vị thần linh. Lễ vật là một con heo lớn. Ngày hôm sau, vị thầy bà sẽ mới sẽ đến tạ riêng vị sư cả đã dìu dắt mình tại nhà riêng. Lễ tấn cấp lên vị bà sẽ bậc ba đã xong. Từ nay, vị bà sẽ này có thể thực hiện các lễ thức tang ma cho bà con xóm giềng.
Chương trình văn hóa dân tộc kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.